tựa game. Súng ống đâu hết à? Nhiều thuốc quá. Lấy lép bớt mấy đạn chơi. Xong lại bắt đầu đi vào đây thôi. À quên. Cho chị mượn cái vòng tay. Ui, sao nó đã ở đây rồi? Vãi cả trưởng. Đùa nhau. Sao cả thằng này cũng ở đây vậy? Ơ à, game này bị làm sao vậy? Mày nằm xuống. Từ từ xem có ai cứ chat Facebook cái gì không biết. Hồi ngay để anh livestream. À, thôi, load game. Mới đầu vào chưa gì. Đùa nhau. Không chấp nhận à? Rõ ràng đây nhìn không có thằng nào đứng trước cửa. Vừa ra đây phát anh ấy đã ùa ra. Đấy, rõ ràng nó phải như thế chứ. Trong đây còn cái gì không? Thêm liệu. À, chị cứ ăn đi, em không làm phiền chị. Lên luôn, không nói nhiều. Sợ quá. Vừa là game nó lỗi thôi. Cái thằng zombie ở bên này làm sao mà nó ra được. Nó ra được thì rõ ràng là chỉ có lỗi thôi. Hết đồ. À, bình thường nó phải đứng ở đây. Nó phải đứng ở đây này. Ui giật mình. Mẹ nó lại nhiều đồ quá rồi. Con mai. Đây là một viên. Rồi, một viên thì cứ để đây đã. Đằng nào cũng phải quay lại đây là lấy ấy mà. Cũng phải quay lại đây là lấy túi mà. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the East. Lấy cái này ra, combine cái này vào. Cất. Cất hay là cầm theo nhỉ? À, chắc cái này được rồi. Xếp vào phát. Ồ, đây có cái này luôn này. Ngon. Quay lại kia lấy luôn. OSS đúng không? Sao hôm nay lại ra được nhỉ? Game càng ngày càng bịp. Hiểu. Rõ ràng là mấy cửa này, cửa đóng tự động không có thẻ không ra được. Rồi. Rồi, tạm biệt. Điện sáng trưng. Đây chắc còn cái băng cassette mà. So the antiviral agents in the West area. West area. West area là chắc là đây, phía này. West area đây. Nhưng mà mình làm gì đã có ấy đâu mà đi West area. Nhiều thuốc súng quá nhỉ. Cây cũng nhiều. Để lại một cây này để nhặt cây khác ghép vào luôn. Nào, mình xếp nhiều này. Không cần, chưa cần. Bây giờ là đi diệt cỏ. Khổ rồi, bây giờ không. Dispensing solution now. Nhảy gì đấy em. Ui giời, vãi. Chúng mày làm sao? Chúng mày làm sao? Chết không? Không chết ạ. Chúng nó chỉ bị ngất này. Chụp lại phát một tí mà lại quên. Con này nó chỉ ngất thôi, nó đã ấy đâu, nó đã chết đâu. Đây đâu. Thuốc. Liệu tốt lắm. Xem phát nào. Cái này là 1 này. Cái này là 2 này. Cái này là 3 này. Cái này là 4 này. Nhiều này. Không về cất bớt đi là need that. Or might eat that. Mấy khâu này sẽ phát chết đi cái con chó. Rồi nó cháy rồi, cháy đèn này là chết luôn rồi. Khét. Khét nẹt. Kìa, đi xuống. Thuốc, súng, bản đồ. Ồ, tôi rồi, ra đây có Licker rồi. URF URF xử hết vào này. Nằm giả chết, giả chết, giả chết, giả chết, giả chết, giả chết này. Rồi, chết thật rồi. Giả chết. Chết thật chưa? Còn thằng này. Giả chết. Giả chết. Chết rồi. Tốt lắm. Phải giết chúng nó, không tí mấy con Licker nó ra cả bọn đấy nữa mệt lắm. Thuốc súng. Thuốc súng, ui nhiều đạn lắm, sướng rồi. Gì đây, dao mới à? Cất bớt đã. thật bớt đạn này. Luôn em dao đi. Đó, có nhiều đạn như này mới đánh boss được. Bây giờ mấy con Licker khốn nạn nó ra đây. Mình phải lên trên tầng trên trước. Đi bộ thôi. Ui, sao nó lại biết, nó lại nhìn thấy mình. Bịp à? Vãi cả đái. Đi nhẹ nhàng. Nói khẽ cười duyên thế mà. Rồi sao? Rốt cuộc thì cái password nó ở đâu? Mình còn quên cái gì nhỉ? Chẳng lẽ nó lại cất ở trong đây à? Đây. Chụp phi đây. Không hiểu vì sao vừa em mấy con kia mình đi bộ mà nó lại nghe được. Là vô lý. Cái này nó cứ mọc lại mấy cái hoài là bọn này nó sống dậy đấy. Nhưng mà thôi, chỗ này chắc mình không chạy qua nữa. Xếp phát. Không cần. Giờ đi lấy thuốc. Ngắn đi giải đố à? Thật đi cắt cái này đi, đỡ tốn chỗ. Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Không đúng lắm. Cứ dồn hết sang một bình đã, tính. À, cái... nhầm. Cái lượng này nó bằng 2 bình nhỏ, bây giờ mình phải dồn 2 bình nhỏ trước. Đầy 2 bình nhỏ trước. Thôi chết rồi. Nhầm rồi. Đây. Phải như này mới đúng. Bây giờ dồn bình nhỏ này sang đây. Xong rồi bắt đầu cho cái này tiếp sang bình nhỏ. Thế không đúng rồi. nhanh hộ cái. Lâu vậy. Rồi, bây giờ đi vào phòng đông lạnh nữa là xong. Đi vào nào. Đi vào này gặp hai con Licker. Thôi, xuống dưới xếp lại phát. À, bây giờ từ từ nghĩ đã. Bây giờ mình Giờ mình đi ra mình lấy này xong. Hai con điên ở ngay nguyên đấy. Có gì welcome back Dr. Lee. You have new messages. Damn, should have packed my parka. Ô, không có gì à? Có mỗi một cái thuốc súng. Đông lạnh cái này lại. Cooling sequence in progress. Kịp đi, xem đi xem lại. Cooling complete. Ô, đường ra đâu? May mà mấy con Licker nó không đi được sang các cái phòng bên cạnh. Nó mà đi được sang thì nó lùa cho vỡ mồm. Đâu rồi, thằng người cây đâu rồi? Ra đây. Nó chết rồi, đi nhầm rồi. Quay lại đường kia có phải nhanh không? Không sao xếp vào, đằng nào cũng sắp đánh trùng. Chưa đánh trùng. So much for the weed infestation. Warning, you have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been logged and you may be... lấy được thẻ rồi, nhanh. Subject to disciplinary measures. Nó dậy rồi. Úi giời ơi, tí chết. Chết tôi rồi. Chết mày đi. Khổ tôi quá. Nhầm, phí quả lựu đạn. Tưởng nó bị dính đạn rồi. Cây vậy. Bây giờ quay lại. Quay lại đón con nhỏ Sherry. À đâu? Lại phải đi tiếp chứ. App hết tác dụng. không có thuốc đỏ, không có cây đỏ rồi. Phòng này có gì? Thuốc súng. Sắp đánh trùm rồi, ghê quá. Không sao. To vào mỗi cây này. Rồi, quyết chiến được rồi đấy. Xếp phát. Hình cái dây chuyền vừa khít luôn. Hóa ra là cái dây chuyền đấy là chìa khóa để lấy thuốc giải. Lấy thì lấy hết đi em, họ lấy có một bình. Xong rồi lấy luôn cái Z-Virus này. Đã chứng tỏ là mình đi trước Leo, tầm này Leo chưa đến. Chỗ này chỗ đánh trùm này, kiểu gì nó cũng nhảy xuống. William, chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Về cơ bản thì là giống phần Leo thôi. Đây là thứ quái gì vậy? Đã từng là chồng của tôi. Nghĩ lại lúc là thằng này bị bắn này. G là sáng tạo của tao. Không bắn William.